Leo, Candy Gold, OK, All, tất cả màu đồng là 98%, OK, Nhẫn, BTC 99%, Alcoin 97, 98%, OK, Mai, BTC, Ethereum, Alcoin 97, 98%, OK, cảm ơn, cảm ơn, chị viên Chi, BTC 99%, Ethereum, Alcoin 97%, Phong Lê, Phong Lê, BTC 98%, Huyền, Đặng, OK, 99%, OK, Tran, uh, Tran Hồng, Phúc Nguyễn, đúng không, Trang hơn 4, 4 tên là okay. BTC 98% Ao khoảng 97% Còn ai nữa không Và nhớ đây là những người thật việc thật ở ngoài xã hội em Mình không trả phí để cho anh em ghi những câu hay ho về mình Bởi vì mình không rảnh để làm những cái vấn đề rác rưởi như vậy Cân nhắc, cân nhắc, cân nhắc Thì nó là vậy Chép. À, bạn gì nữa Nam Ok, bạn bạn uh, bình ô tô, bình ô tô, ok, bình ô tô. BTC 98%, khoảng 95%. Ok, bạn Nguyễn BTC là 97%, altcoin là 94%. Ok. Sơn Nguyễn với với em chuẩn tuyệt, đối, với em chuẩn tuyệt đối. Ok. <laughs> cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Ok. Bạn Lương Văn Dương 99%, bạn Thu Huỳnh BTC Ethereum 95%, 98%, altcoin 95%. Lương Nguyễn BTC 99%. Còn ai nữa không? Thì bạn có thể thấy là trung bình là đâu khoảng cỡ 95% lên Đúng không? 95% cho tới 99% Nhưng rõ ràng như vậy là Mình đúng không? Mình nói cái tín hiệu của mình là 90 95% thôi nhưng mà xác suất là nó tới 95 98% lận. Là cái 95 98. Nhưng mà ở đây mình chỉ nói 90 95%. Làm để nào để xác thực bỏ thời gian ra coi cái video 16 phút này, bạn muốn thắng cuộc chơi, bạn muốn có được tự do thì chính, bạn muốn những cái thứ gì mà nó ngon lành nhất trong cái thế giới này, coi cái video 16 phút này. Vậy thôi chứ mình không biết giải thích nó như thế nào hết nha. Coi cái bỏ thời gian ra coi nó. Ok. Sau đó xác thực tín hiệu. Nhớ cái nền tảng này á những người kỹ sư bác sĩ trên toàn cầu như vậy trên toàn cầu người ta ngưng cái công việc cơm áo gạo tiền của người ta người ta ở nhà người ta nhận tín hiệu của mình để người ta chốt đơn thôi và ngay bây giờ người ta có thu nhập còn nhiều hơn hồi đó đến giờ người ta làm bác sĩ mà người ta làm kỹ sư mà lương người ta đâu phải ít đâu nhưng người ta nghĩ những công việc đó để nhà chủ yếu là mỗi ngày như vậy người ta nhận cái tín hiệu của mình để người ta vô lệnh long lệnh short để người ta chơi spot người ta chơi tương lai người ta đầu tư dài hạn thì nó là vậy nha thì bạn muốn thắng cuộc chơi coi cái video 16 phút đó mình không biết giải thích như thế nào, rõ ràng là lên lên đây. Rõ ràng có những anh em, đây là nhớ đây là những người thật vì thật ở ngoài xã hội, mình không trả phí cho anh em ghi những câu hay ho về mình ha. Nhớ nhớ đây là những người thật vì thật đang trả, đang trả lời cái tín hiệu nó nó chuẩn như thế nào. Nhưng rõ ràng, bạn không cần tin họ và cũng không cần tin mình. Bạn cứ coi cái video 16 phút này bỏ thời gian ra xác thực và vừa rồi là mình có đá cái link ở bên dưới, đá cái link ở bên dưới. Bạn bỏ thời gian ra bạn xác thực cái tín hiệu. Rồi sau đó bạn tham gia nền tảng nếu bạn muốn thắng cuộc chơi. Nó còn đang dây dưa đây ha, đang dây dưa đây ha. Ok, okay. Uh, mình đi lại cái tín hiệu của nhớ. Tất cả những người đang ngồi trong cái uh, giao dịch trực tuyến này đây là những người thật thì thật ngoài xã hội mình không trả phí cho anh em để lên đây để ghi những cái câu hay ho về mình. Mình không quan trọng là bạn ghi câu hay ho hay là chê bà ba, chê bai, mình không quan trọng. Okay. ok. Ok, ở đây mình không quan trọng. Ok. Chủ yếu là cái tín hiệu nó chuẩn, 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 chuẩn Thôi. Ok. Uh, BTC Ok, BC là 99% altcoin 97 98%. Ok. À, tất cả những cái đồng alt ờ à, những cái tất cả những cái đồng của mình. Ok, Doge thì 97%. Huyền Đặng 99%. Mai, ok, BTC Ethereum altcoin 95 98%. Ok. Chỉ Viên Chi, BTC 99% altcoin Ethereum 98%. Ok. Ờ à, Trần Hồng Phúc Nguyễn, Ok Trần Hồng Phúc Nguyễn, Ok, <laughs> tên dài ha. Ok. BTC 99% altcoin 97%, chị Viên Chi 98%. Ok, tuyệt vời quá ạ. À, ok, cảm ơn cảm ơn. Cảm ơn. Ok. Uh, Leo, ok, tất cả mọi đồng là 90 97%. Ok. Rõ ràng như vậy. Ok, thì đó là, là, là lời chia sẻ của bao nhiêu uh, bao nhiêu anh em. Ok. Nhưng để mà gọi là để xác thực tự bạn xác thực thì coi cái video 16 phút này, ok. Tín hiệu BTC Ethereum outcoin của tôi chính xác tới 90.5%. Làm thế nào để kiểm tra coi nó. Okay. Nhớ cái tín hiệu của mình á, 19 tháng mình đã mở khóa rồi. Vừa rồi như vậy là mình mở khóa nó tới từ tháng 1 năm 2013, từ tháng 1 năm 2013, từ con giá 17.300 đến giờ. Mình đã mở khóa cho nó tới ngày 25, ngày 25 tháng, ngày 25 tháng 9, ngày 25 tháng 9, ok. Gọi là cái nghĩa là tín hiệu của BTC ấy, đã được mở khóa cho tới ngày 25 tháng 9, đây, đây là 2599. Ok, đây là 2599. Ok. Thì có nghĩa là vừa rồi như vậy những cái cái sự bay bỏng vừa rồi lên tới con giá 6 64.800 65.800 66.500. Nhớ cái vùng giá đó, những cái vùng giá đó đó mình chia sẻ cho bạn. Ít nhất là ở cái đấy này nè. Đây mình đang nằm trong khung ngày nha. Ở cái đấy này nè, mình đã nói là nó sẽ rơi được con giá 64.800 65.800 66.500 nó đã được mở khóa và nó mở khóa nó nằm ở đâu nó đang nằm ở trong một chỗ thôi là tiền academy tiền academy ok và mình đã đăng lên bao nhiêu ngày trước như vậy ok thì có nghĩa là nó, các bạn có thể quay lại coi ok thì tín hiệu 19 tháng đã được mở khóa rồi chứ không phải là không ok lên trên tiền academy youtube để coi 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 cái video 16 phút này để nó dẫn dắt bạn làm sao xác thực xác thực xác thực tín hiệu ok lương nguyễn nói btc chuẩn 98 98 phần phần trăm ok thì cho mình xin cái tín hiệu của BTC, cho mình xin cái tín hiệu của Solana, à, cho mình xin cái tín hiệu của Ethereum và cho mình xin tất cả những cái tín hiệu của những cái đồng altcoin cái xác suất này như thế nào. Nhớ bạn là những người trả phí cho nó thì cho mình xin cái xác suất. Ok, rồi sau đó là mình cho bạn cái thông tin rồi đi. Ok, ở đây có anh em nói nè. Ok, còn ai nữa không cho mình xin cái xác suất bên dưới ha. Dan, TD, đi à, đi, ok. BTC 95%. Nghiêm Nguyễn trên <laughs> 95%. Tao Fan BTC 97%, Ethereum Alcoin 93%. Cao Phong, ok. 98%, cảm ơn cảm ơn. Ok. Chí Việt 95%. Nhuẩn BTC 99%. Roy Knight 97%. Thanh BTC 98%, Ethereum 95%. Chị Vinh Chi BTC 99%, Alcoin Ethereum 97%. Lily Dan, ok. Phải đây là một người ở Trung Quốc hay không? <laughs> hay là ở một cái vùng đất nào khác? Ok. 99%, 99%. Còn ai nữa không? còn ai nữa không? Van Nguyễn BTC 99% ok, Central uh, Central uh, Tran ok 98% ok, Nam Lê ok, Good 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 là bao nhiêu phần okay. trăm Nếu được nghe cho uh, cho mình xin uh, gọi là bạn đang ở nước nào? hay là chỉ có nước Việt Nam đang đang, đang coi cái uh, phát trực tuyến này thôi? hay là chỉ, bạn đang ở nước nào nữa khác? Bùi Loan BTC 99% từ khi tham gia đến giờ Okay. Bằng những BTC 99%, altcoin 97.98%, bằng Sơn Nguyễn BTC 99%, altcoin 99%, bằng Thanh Tùng BTC 99%, bằng Dung Mi BTC 98%. Có những người đi xác với mình từ hồi đó đến giờ là 19 tháng đến giờ. Cho mình xin xác suất của tín hiệu mình gửi cho bạn. Ok. Bạn là người trả phí cho nó, bạn là người trải nghiệm nó rồi. Cho mình xin tín hiệu xác suất của BTC, cho mình xin xác suất của Ethereum, cho mình xin cái xác suất tín hiệu của mình của đồng altcoin tín hiệu là gì? Tín hiệu là mình nói chuẩn bị tới đây, thằng BTC nó đi một cái vèo lên tới cái vùng giá nào, sau đó nó sập một cái vèo đi xuống, cái đó gọi là tín hiệu. Cũng giống như vừa rồi như vậy, lúc giá nó là 62.000, 62.000 ở cái vùng này. Nghe, 62.000 ở vùng này. Mình nói nó sẽ đạt được con giá 66.000, 66.000, 65.200, 64.000, 64.100, 65.200, 66.000 mình chia sẻ cho bạn. Ở cái vùng này trước khi nó bay lên như vậy. Nhưng ở ngoài mạng xã hội thì mình cho bạn cái tín hiệu này là thứ bảy thứ bảy thứ bảy thứ bảy là ở vùng này mình cho bạn những con giá này và đợi thứ hai thứ hai nó mới bay một cái vèo lên đụng những con giá này bạn quay lại bạn quay lại bạn quay lại tất cả những nền tảng bạn coi thử phải là thứ bảy mình cho bạn những con giá này không và tới thứ hai nó mới bay lần ok bạn có thể lên nền tảng x kéo xuống bao nhiêu bao nhiêu chục cái video như vậy bạn có thể thấy ok đây 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 đây, đây. kéo xuống kéo xuống kéo xuống một chút xíu thôi ha ok bởi vì mình không muốn mất thời gian